huấn luyện viên Thái Lan, tôi mong có phép màu để được gặp Việt Nam. Thi đấu kém cỏi ở vòng bảng, huấn luyện viên U23 Thái Lan, Wararut Srimaka hy vọng có phép màu để giúp các học trò của ông được gặp U23 Việt Nam tại vòng 1/8 ASEAN. U23 Thái Lan đã thể hiện bộ mặt nghèo nàn tại ASEAN 18 khi để hòa 2 và thua 1 trong 3 trận vòng bảng. Thành tích kém cỏi này khiến huấn luyện viên U23 Thái Lan phải hy vọng một phép màu để đưa đội tuyển xứ chủ vàng đi tiếp. Huấn luyện viên Wararut Srimaka chia sẻ, tôi mong phép màu sẽ đến với U23 Thái Lan để chúng tôi có thể đi tới vòng tiếp theo, dù có phải gặp Việt Nam. Tuy nhiên, số phận của chúng tôi đã bị nằm trong tay đội bóng khác và chúng tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi phép lạ. Tôi phải thừa nhận rằng, lứa tuổi trẻ của U23 Thái Lan là không đủ sức mạnh để bước ra đấu trường châu Á. Nếu có những ngôi sao xuất sắc như Chalathip hay Dallas trong đội hình, chắc chắn Thái Lan mạnh hơn hẳn, nhưng chúng tôi đã lựa chọn những gương mặt trẻ. Đó là trách nhiệm của tôi, mong người hâm mộ đừng trách các cầu thủ. Nhận kết cục ê chề nhất sau 24 năm, Liên đoàn bóng đá Thái Lan tức tốc triệu tập hội nghị đặc biệt. Việc chính thức bị loại khỏi ASEAN khiến chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan như đang ngồi trên đống lửa. Với việc chính thức bị loại khỏi ASEAN ngay từ vòng bảng, bóng đá Thái Lan đã nhận một kết cục bi đát nhất trong vòng 24 năm qua. Đây mới là lần đầu tiên U23 nước này không giành quyền vào vòng knockout ở đấu trường Á vận hội kể từ đầu giải năm 1994 tại Hiroshima, Nhật Bản. Trong suốt giai đoạn từ năm 1998 đến nay, Thái Lan luôn giành kết quả tốt ở đấu trường ASEAN. Họ hai lần giành hạng tư chung cuộc vào năm 2002 và năm 2014 cùng tại Hàn Quốc và hai lần khác lọt vào tới vòng tứ kết năm 2006 tại Qatar và năm 2010 tại Trung Quốc. Chính vì thế, việc sớm phải rời Indonesia ở kỳ ASEAN 18 chẳng khác gì một cú sốc với người Thái. Bất chấp việc ở giải đấu lần này, Voi Chiến chỉ tham dự với dàn cầu thủ trẻ, một nửa đội hình thuộc lứa U21. Chiều ngày 20 tháng 8, ngay sau khi U23 Thái Lan chính thức bị loại, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Silas Pulamang đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Phát biểu với tờ Khalsos, người đứng đầu bóng đá xứ chủ vàng khẳng định sẽ gấp rút triệu tập một hội nghị đặc biệt với sự tham gia của ban huấn luyện hai đội tuyển U23 và đội tuyển nữ quốc gia để phân tích về những nguyên nhân dẫn tới thất bại. Tất cả những người có trách nhiệm đều phải giải trình. Chủ tịch Silas Pulamang còn cho rằng ở ASEAN năm nay, người hâm mộ đã rất kỳ vọng vào việc hai đội tuyển có thể tiến sâu tại giải, nhưng rốt cuộc, tất cả đều để lại nỗi thất vọng quá lớn. Trước đó, báo chí Thái Lan cũng đăng tải bài phát biểu của huấn luyện viên Wararut Srimaka, tương lai của tôi phụ thuộc vào quyết định của liên đoàn, nhưng nếu U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng, chắc chắn tôi sẽ từ chức. Huấn luyện viên Park Hang-seo, điều tôi thấy rõ nhất là khát vọng, sự tập trung và niềm tin chiến thắng của các học trò. Có được những điều đó thì thắng U23 Nhật Bản chẳng là điều gì đáng phải ngạc nhiên cả. Bí quyết nào làm nên chiến thắng ư? Chẳng có bí quyết nào đặc biệt cả. Đơn giản là tôi đặt chọn niềm tin vào các học trò, niềm tin rằng họ có thể thắng bất cứ đối thủ nào. Nhật Bản không hề là ngoại lệ. Hơn nữa, chúng tôi luôn có sự tập trung tối đa cho mỗi trận đấu của mình, coi mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Nhận xét về bản thân mình, Văn Toàn cũng đã có những phát biểu trải lòng. Tôi phải ngồi ngoài các trận trước vì phong độ của tôi không tốt, nhưng sau trận đấu này, chắc chắn tôi sẽ tự tin và thoải mái hơn. Tôi mong rằng mình giữ được phong độ như vậy ngày hôm nay và có cơ hội vào sân ở những trận đấu tiếp theo. Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng bày tỏ niềm vui và sự biết ơn với các cổ động viên Việt Nam hôm nay đến cổ vũ cho đội trên khán đài khá đông và coi đó là phần thưởng quý giá cho ông và các học trò của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định cầu thủ Việt Nam không thua kém Nhật Bản. Đây là một trận đấu đầy cảm xúc. Các cầu thủ của tôi tập trung tối đa, thể hiện hết mình vì một mục tiêu duy nhất là đánh bại Nhật Bản. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay từ phút thứ 3. Văn Toàn cướp được bóng, chuyền cho Quang Hải, cầu thủ người Hà Nội lập tức tung chân trái, dứt điểm từ ngoài vùng cấm, làm tung lưới thủ thành Obi Pogel Obina. Khi được hỏi liệu trước trận có tin đội nhà sẽ giành chiến thắng không, huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức đáp lại với giọng đanh thép, chẳng có lý do gì mà Việt Nam không thể đánh bại Nhật Bản. Trình độ chuyên môn của các học trò tôi tốt, thể lực cũng vậy. Sau chiến tích giành huy chương bạc giải U23 châu Á, Việt Nam tiếp tục giành quyền vào vòng 1/8 ASEAN năm 2018 với thành tích toàn thắng tại vòng bảng. Truyền thông quốc tế bắt đầu đánh giá thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông chưa tính xa như vậy. Mục tiêu của chúng tôi ở giải đấu lần này chỉ là vượt qua vòng bảng. Tôi không nghĩ tới bức tranh lớn hơn. Chúng tôi chuẩn bị cho từng trận đấu, mỗi trận đều là chung kết. Bây giờ tôi và toàn đội sẽ tập trung cho trận đấu ở vòng 1/8, chứ chưa nghĩ đến tứ kết hay bán kết, ông nói thêm. Thậm chí, khi phóng viên Nhật Bản đã bất ngờ về điều này và đưa thắc mắc nhờ huấn luyện viên Park Hang-seo giải đáp, cầu thủ của tôi không thua gì về thể hình và thể lực đối với Nhật Bản. Tôi thấy được sự đam mê, khát khao chiến thắng trong trận đấu này của các học trò.
chúng tôi có thua gì họ mà không thể giành chiến thắng. Tay cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra bình thản trước thắc mắc này. Trong thời gian đầu làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu đầy tự tin về cầu thủ Việt Nam có thể lực không thua kém gì so với các cầu thủ ở các nền bóng đá mạnh của châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc. Và giờ đây, ông đã chứng minh được những gì mình nói là sự thật. Bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng AZ lần này, tuy hai đội Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản đều đã sớm giành vé vào vòng 16 đội, nhưng những toan tính cho chặng đường dài phía trước vẫn khiến cho trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn. Tuy đặt mục tiêu giành chiến thắng, nhưng ở trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây ngạc nhiên khi không tung ra đội hình được cho là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Anh Đức Công Phượng Xuân Trường đã không được tung vào sân ngay từ đầu, thay vào đó là Văn Toàn, Hà Đức Trinh và Hùng Dũng được trao cơ hội. Đội hình xuất phát mà huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng là một bất ngờ, nhưng thế trận mà các cầu thủ của ông tạo ra ở trong hiệp 1 còn mang lại sự ngỡ ngàng lớn hơn, bị đánh giá thấp hơn về nhiều mặt, nhưng với sự tự tin của mình, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã chơi áp sát ngay từ đầu và di chuyển liên tục, tạo áp lực mạnh mẽ cho các cầu thủ Olympic Nhật Bản. Dưới áp lực đó, các cầu thủ Nhật Bản đã mắc sai lầm từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, từ một pha bóng chuyền của thủ môn, một hậu vệ của Nhật Bản đã để mất bóng. Văn Toàn nhanh như cắt lấy được bóng và chuyền cho Quang Hải. Nhiệm vụ còn lại của tiền vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội là khá đơn giản khi anh có pha đệm bóng chính xác vào khung thành mở rộng của Olympic Nhật Bản, mở tỷ số cho trận đấu. Phải nói rằng, pha mắc sai lầm nghiêm trọng này của hậu vệ Nhật Bản đến từ sự non yếu chung về kinh nghiệm của đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc. Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, đến với ASEAN lần này, Olympic Nhật Bản lại không mang theo đội hình mạnh nhất. Thực chất, các cầu thủ Nhật Bản ở ASEAN 18 đều có độ tuổi dưới 21. Sở dĩ Nhật Bản mang theo đội hình này vì họ coi ASEAN 18 là một cữ tập dượt, chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn là Olympic năm 2020 được tổ chức trên đất nước họ. Thêm một yếu tố rất quan trọng đóng góp vào sự thành công của đội tuyển Olympic Việt Nam ở trận đấu này chính là sự toan tính chiến thuật cực kỳ quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Những tưởng Xuân Trường sẽ là người không thể thay thế ở vị trí tiền vệ trung tâm của Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, ở trận đấu này, Hùng Dũng mới là người được tin dùng. Và sự thật, Hùng Dũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Rất tiếc ở gần cuối hiệp 1, Hùng Dũng đã dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Bên cạnh đó, quân bài chiến lược mà ông Park đã giấu kỹ từ đầu ASEAN đến giờ chính là Văn Toàn. Ở hai trận đấu trước, Văn Toàn không hề được ra sân. Tuy nhiên, ở trận đấu quan trọng này, Văn Toàn mới lộ diện và anh đã thể hiện được đúng thế mạnh của mình. Với sự nhanh nhẹn cùng tốc độ tuyệt vời, Văn Toàn luôn thoát xuống rất mau lẹ và uy hiếp phần sân của Olympic Nhật Bản từ những đường chuyền vượt tuyến của đồng đội. Bàn mở tỷ số của trận đấu này chính là do công lao của tiền vệ Hoàng Anh Tơ Lai. Sang đến hiệp 2 của trận đấu, các cầu thủ Nhật Bản với tư cách cửa trên đã tràn lên tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, đội hình Olympic Việt Nam vẫn được duy trì rất tốt với cự ly khá chắc chắn. Ở giữa phần sân, Đức Huy thay Hùng Dũng bị chấn thương cùng với Quang Hải và Văn Quyết đã chơi rất hay. Giữ nhịp trận đấu tốt khiến các cầu thủ Olympic Nhật Bản gặp nhiều bế tắc. Cùng với đó là hàng tiền đạo được bổ sung thêm chân sút Công Phượng. Nếu xét về tên tuổi thì có thể coi chiến thắng 1-0 của Olympic Việt Nam trước Olympic Nhật Bản là một bất ngờ, thậm chí là một cú sốc. Tuy nhiên, nhìn vào những nhân tố con người và thế trận, các cầu thủ của chúng ta không những không hề thua kém mà còn có phần nhỉnh hơn các cầu thủ trẻ, mà thực chất là đội hình U21 của Nhật Bản. Vì vậy, kết quả 1-0 phản ánh đúng những gì đã diễn ra. Nếu may mắn hơn và tận dụng tốt các cơ hội đã tạo ra, Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể có được một chiến thắng tưng bừng hơn. Sau 3 trận toàn thắng, giành được 9 điểm và đứng đầu bảng D ở vòng 1-8, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp đội xếp thứ 3 ở bảng B, E hoặc F. Trong khi đó, Olympic Nhật Bản sẽ chạm trán với Olympic Malaysia, đội vừa gây bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch Hàn Quốc. Huấn luyện viên của Olympic Bahrain chưa biết gì về Olympic Việt Nam. Huấn luyện viên Olympic Bahrain Shami Chaman thừa nhận ông chưa biết bất cứ thông tin gì về Olympic Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở bảng E, Olympic Bahrain đứng ở vị trí thứ 4 trước khi bước vào trận đấu với Olympic Malaysia. Tuy nhiên, chiến thắng 3-2 trước đội bóng của huấn luyện viên Ong Kim Swee giúp họ lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1-8. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên của Olympic Bahrain là ông Shami Chaman cho biết đội bóng của chúng tôi toàn các cầu thủ sinh năm 1997, 1998 và thậm chí là 2000. Chúng tôi đang hướng đến Olympic Tokyo năm 2020. Thú thật là chúng tôi dành toàn bộ sự tập trung của mình cho trận quyết định với Olympic Malaysia, chứ không nghĩ sẽ gặp đội nào ở vòng 1-8. Tôi cũng chưa coi trận nào của Olympic Việt Nam và không biết gì về họ cho đến lúc này. Huấn luyện viên của quốc tịch Tunisia nói, sau buổi họp báo thắng trận Olympic Malaysia, huấn luyện viên Shami Chaman rất thân thiện hỏi phóng viên Việt Nam rằng, các bạn có thông tin gì của đội không? Tôi muốn xem một chút. Sang Indonesia lần này, huấn luyện viên Olympic Bahrain có 20 cầu thủ. Họ có một cầu thủ sinh năm 2000, 10 cầu thủ sinh năm 1997 và 6 sinh năm 1998, 3 cầu thủ sinh năm 1999.
đội hình của ông Sami Chaman không bổ sung bất cứ cầu thủ nào trên 23 tuổi. Trẻ trung và thiếu kinh nghiệm, họ vượt qua vòng bảng một cách khá chật vật. Còn nhớ năm 2016, khi U19 Việt Nam vượt qua U19 Bahrain chính trên sân đối thủ, một số cầu thủ của chúng ta khi đó giờ đang khoác áo Olympic Việt Nam, điển hình như thủ môn Bùi Tiến Dũng hay tiền đạo Hà Đức Trinh. Tuy nhiên, ông Sami Chaman không phải là người dẫn dắt U19 Bahrain 2 năm về trước. Nhà cầm quân người Tunisia mới nắm đội U23 Bahrain gần tròn 2 năm. Ông được chọn cho mục tiêu xa hơn vào năm 2020. Trở lại với trận thắng quyết định tấm vé vào vòng trong của Olympic Bahrain, họ bị dẫn trước nhưng liên tiếp ghi 2 bàn thắng trong hiệp 1 và 1 bàn trong hiệp 2. Olympic Malaysia gỡ lại 2-3 từ chấm 11m. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.